Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Anh Hoàng Quốc Việt ở phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên trồng rau theo phương pháp thủy canh. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Khánh ở tỉnh Thái Bình phát triển kinh tế từ trồng ấu gai trên ruộng. Xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đạt hiệu quả kinh tế cao từ khai thác con đặc sản. Hiệu quả hữu ích từ sáng kiến kỹ thuật chống chìm trên thuyền đò du lịch ở Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy phương pháp trồng rau thủy canh có nhiều ưu điểm và phù hợp với xu thế của thị trường, anh Hoàng Quốc Việt ở phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã trồng rau theo hướng này và đem lại hiệu quả kinh tế khá. Năm 2016, anh Việt cùng bạn đã góp vốn hơn 300 triệu đồng để đầu tư lắp đặt hệ thống giàn, mua sắm trang thiết bị và nhà lưới bao quanh khu vườn trồng rau thủy canh với diện tích khoảng 360 m². Ưu điểm của việc trồng rau theo phương pháp thủy canh là có thể loại bỏ được nhiều loại sâu bệnh, cỏ dại và giảm chi phí lao động. Trồng rau thủy canh giúp cây có khả năng phát triển tốt, độ đồng đều và tỷ lệ cây sống cao. Vườn rau thủy canh của anh trồng chủ yếu là các loại rau như rau cải, rau muống, xà lách. Rau trồng từ 20 đến 25 ngày cho thu hoạch. Mỗi lứa anh cung cấp ra thị trường khoảng từ 700 đến 900 kg rau với giá bán trung bình từ 30 đến 50.000 đồng một kg, trừ chi phí cho thu lãi khoảng 10 đến 15 triệu đồng một lứa. Là người đầu tiên đưa cây ấu gai vào trồng trên ruộng, cựu chiến binh Nguyễn Văn Khánh ở thôn Hoàng Xá, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho gia đình và bà con trong vùng. Phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Trồng ấu trên ruộng nghe thì có vẻ bình thường, nhưng cách đây 20 năm về trước thì quả là cách làm hết sức mới mẻ. Bởi khi ấy, cây ấu chủ yếu mọc tự nhiên hoặc được trồng trên sông hay trong các đầm lớn và cũng không phải là loại cây có giá trị kinh tế cao. Nhưng với suy nghĩ, ấu sống được trên sông thì cũng sống được trên đồng, giờ chưa có giá thì sau ắt sẽ đông người mua. Vậy là ông Khánh bàn với vợ trồng thử 1-2 sào trên ruộng trũng. Vừa làm, vừa đúc rút kinh nghiệm, từ chọn giống, chọn ruộng nuôi, canh mực nước, bón phân. Mấy vụ đầu hiệu quả không cao, nhưng ít nhất là cây ấu đã sống, thích nghi được môi trường trên ruộng. Ông biết mình đã đi đúng hướng. Ngày xưa tôi trồng ở sông thì nó cứ lửa mét hay 1 mét nước, nhưng mà riêng ở ruộng ấy thì mình lúc nào mình giữ ở cái biểu nước là từ 10 đến 15 phân nước là thấp nhất. Còn cao nhất là phải được từ 20 đến 25 phân nước. Sau khi mà trồng cây ấu xuống xong thì khoảng cỡ 3 đến 5 ngày thì là cứ mỗi một hốc của một bụi ấu đấy thì là sẽ bỏ vào đấy một rúm phân bằng cái quả sung để cho nó phát triển nhanh. Theo kinh nghiệm của ông Khánh, thời điểm thích hợp để thả ấu là vào khoảng tháng 4 âm lịch. Mỗi bụi ấu giống cách nhau chừng 4 đến 50 phân. Khi ra củ, người trồng chỉ cần nhấc cây ấu lên, nếu củ có màu đen, rụng xuống, chứng tỏ đã già là có thể thu hoạch được. Trong quá trình trồng, chăm sóc, cần đặc biệt chú ý đến diệt ốc bươu vàng, cũng như không phun thuốc diệt cỏ xung quanh khu vực ruộng trồng ấu. Nhằm khai thác hết giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác, cứ sau mỗi vụ ấu là ông Khánh lại trồng một vụ lúa, hoặc vừa trồng ấu, vừa nuôi thả cá bên dưới. Hiện gia đình ông Khánh đã tích tụ được trên 3 mẫu ruộng, trong đó hơn 2 mẫu chuyên trồng ấu. Ngoài ra, gia đình ông còn tự sản xuất được ấu giống để bán và hướng dẫn hỗ trợ bà con trong vùng mở rộng diện tích trồng ấu, phát triển kinh tế. Không dùng hóa chất diệt trừ sâu bệnh hay trừ cỏ, củ ấu được coi là sản phẩm an toàn và được đông đảo người tiêu dùng đón nhận. Rươi là con đặc sản ở vùng Triều, Bãi Nước Lợ. Việc khai thác rươi hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên việc khai thác rươi ở xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đạt hiệu quả kinh tế cao. Xã Vĩnh Lập có 60 hectare đất chiều bãi khai thác rươi. Để nâng cao hiệu quả khai thác con đặc sản này, từ năm 2015, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp lập dự án vùng khai thác rươi đặc sản rộng 10 hectare và mời các cán bộ kỹ thuật về hướng dẫn cho nông dân cách cải tạo đầm khai thác rươi tự nhiên. Theo đó, cùng với áp dụng các biện pháp kỹ thuật, vào thời điểm tháng 3 và tháng 9, nông dân tháo cạn nước trong đầm, ngăn không cho cua, cáy, cá tôm phát triển gây hại đến rươi. Thời điểm lấy giống rươi vào khoảng tháng 4 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 12. Căn cứ vào thủy triều sẽ mở cống để nước chảy vào đầm, ấu trùng rươi sẽ theo đường nước chui xuống bùn ở đáy đầm.
khoảng 4 đến 6 giờ khi thủy triều rút, mở cống cho nước ra và giữ mực nước ổn định trong đầm từ 30 đến 40 cm. Thức ăn của rươi là mùn bã hữu cơ và những sinh vật phù du trong nước. Sau mỗi kỳ, con nước phải lấy nước vào đầm và thải nước ra để tạo thêm nguồn thức ăn mới. Tại các khu đầm khai thác rươi tuyệt đối không sử dụng hóa chất. Nhờ việc áp dụng kỹ thuật nên hiệu quả khai thác rươi ở Vĩnh Lập ngày càng cao. Trung bình một sào đạt khoảng 30 kg rươi, thu khoảng 12 triệu đồng. Nhiều năm qua, kết hợp với chăn nuôi đã đem lại cho gia đình ông Bùi Tùng Mậu ở xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có thu nhập ổn định. Sau khi về hưu, mặc dù tuổi đã cao nhưng ông Mậu vẫn tích cực tham gia làm kinh tế. Với khoảng 3.000 m2 đất vườn, ông đã quyết định trồng 140 gốc bưởi diễn. Năm nay bưởi cho năng suất chất lượng cao, ước tính mỗi cây sẽ cho thu hàng trăm quả. Có được điều đó là do ngoài tìm hiểu thông tin từ sách báo, mạng Internet, ông còn luôn dành thời gian để tìm tòi, nghiên cứu, quan sát trực tiếp, từ đó tự rút ra kinh nghiệm, chăm sóc riêng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Nhờ vậy mà cây phát triển tốt, luôn cho hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với những cây trồng khác. Không chỉ trồng cây ăn quả lâu năm, gia đình ông còn nuôi thêm hơn 2.000 con gà di lai. Ông đã cho xây dựng hệ thống chuồng trại khô ráo, thoang đãng, tạo môi trường tốt cho đàn gà sinh trưởng và phát triển. Đặc biệt áp dụng các kỹ thuật chăm sóc tiên tiến hiện đại như hệ thống đèn điện, hệ thống nước uống tự động giúp tiết kiệm được sức lao động cũng như chi phí. Có thể thấy, hướng đi mà ông Bùi Tùng Mậu lựa chọn rất phù hợp vì đã tận dụng nguồn đất đai để phát triển trồng trọt và chăn nuôi nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện chất lượng cuộc sống. Từ lâu nay, quất được xem như một loài cây cảnh trang trí mỗi dịp Tết, nhưng trong y học cổ truyền, quất còn là nguyên liệu cho nhiều loài thuốc quý. Kế thừa tinh hoa của dân gian, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược đã tiến hành sản xuất thành công siro ho tiểu quất. Công ty đã liên kết với các hộ dân trồng quất tại xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, vừa tạo được nguồn nguyên liệu sạch cho sản xuất, vừa đem lại đầu ra ổn định cho các hộ dân. Theo y học cổ truyền, quả quất chứa nhiều vitamin C, protein, tinh dầu, có tác dụng tiêu đờm, giảm ho, đặc biệt là ho lâu ngày không khỏi. Những tiêu chuẩn theo định hướng GACP, WHO, thực hành trồng trọt và thu hái dược liệu sạch theo tiêu chuẩn thế giới đã được thiết lập nhằm đảm bảo từ khâu trồng trọt, chăm sóc, thu hái tới khâu bảo quản quất không chứa các tác nhân gây bệnh như chất độc sinh học và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng. Sản phẩm quất tự nhiên có hoạt chất cao, ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu kiểm định và có thể truy xuất nguồn gốc. Hướng đi liên kết giữa hộ dân và công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược không chỉ góp phần tạo đầu ra, thu nhập ổn định cho người trồng quất, ước tính cao khoảng 4 đến 6 lần so với trồng hoa màu trên cùng một đơn vị diện tích, mà quan trọng hơn còn nâng cao chất lượng và tính an toàn của sản phẩm đông dược. Sản phẩm siro ho từ những vườn quất sạch và bàn tay cần mẫn của người nông dân đã thực sự tạo được niềm tin cho người tiêu dùng, cũng như kế thừa xứng đáng những tri thức của y học dân gian Việt Nam. Trong thời điểm hiện nay, khi câu chuyện thực phẩm sạch đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, thì công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể lại càng được đông đảo các tầng lớp nhân dân chú ý. Bởi thực tế cho thấy, các bếp ăn tập thể là nơi có số lượng người ăn lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố ngộ độc và để lại hậu quả nghiêm trọng. Với sự vào cuộc có hiệu quả của lực lượng chức năng, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã có nhiều chuyển biến tích cực, ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. Để hạn chế thấp nhất những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các bếp ăn tập thể, thời gian qua, lực lượng chức năng của tỉnh đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như tăng cường tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho đội ngũ chế biến thức ăn tại các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, ý thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể đã dần được nâng cao. Đối với bếp ăn của công ty may DHA, huyện Lương Tài, nơi đã từng xảy ra vụ ngộ độc tập thể khiến hàng trăm người nhập viện, thì công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được công ty đặc biệt coi trọng. Từ đầu vào thực phẩm đến công tác tập huấn cho anh chị em đầu bếp hay chứng chỉ an toàn về vệ sinh an toàn thực phẩm đều được công ty thực hiện nghiêm túc. Khu vực bếp ăn đông người luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn vệ sinh thực phẩm, tuy nhiên với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, ý thức trách nhiệm của các đơn vị, các vụ ngộ độc đã dần được kiểm soát và qua đó góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ cấp trên giao cho. Để nâng cao chất lượng bếp ăn bán trú tại cơ sở giáo dục mầm non, những năm qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các nhà trường phối hợp với địa phương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho trẻ em ăn bán trú, tiến hành tập huấn cho cô nuôi và tăng cường kiểm tra quản lý các bếp ăn tập thể. Từ năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo chọn mô hình bếp ăn bán trú tại trường mầm non thị trấn Nam Sách làm điểm đầu tư kinh phí, mua sắm thiết bị dụng cụ phục vụ cho các khâu chế biến thức ăn và chỉ đạo thành lập tổ phòng chống suy dinh dưỡng 21 thành viên, bao gồm ban giám hiệu, nhân viên y tế, nhân viên nuôi dưỡng và giáo viên chủ nhiệm các lớp. Hiện nay, đa số các bếp ăn bán trú tại các trường mầm non của huyện Nam Sách đều được đầu tư thay thế các thiết bị cũ bằng các thiết bị dụng cụ hiện đại như tủ cơm ga, tủ sấy bát, máy xay thịt, tủ lạnh lưu mẫu thức ăn, bát thìa, song nồi bằng inox. Cùng với đó, bảng thực đơn hàng ngày được niêm yết công khai cả về tài chính với phụ huynh học sinh. Một số trường có bếp ăn theo quy trình một chiều hiện đại như mầm non thị trấn, mầm non Nam Hồng, mầm non Nam Chính, mầm non Quốc Tuấn và mầm non Thanh Quang. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số trường vẫn còn những bất cập như bếp ăn không đủ diện tích, thiếu nguồn kinh phí đầu tư, việc chia cơm và vận chuyển vẫn theo hình thức thủ công, vừa mất thời gian, vừa không an toàn. Với quan điểm là xây dựng những bếp ăn một chiều, mua những cái trang thiết bị đồng bộ và hiện đại, coi trọng cái việc mà xây dựng thực đơn cũng như khẩu phần ăn của trẻ để đảm bảo dinh dưỡng theo mùa, phù hợp với sự phát triển của trẻ trong từng giai đoạn, làm tốt cái công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phòng Giáo dục và Đào tạo trong cái thời gian vừa qua cũng rất là tích cực chỉ đạo các đơn vị cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện làm tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ để đảm bảo các mục tiêu thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018. Thời gian tới đây, huyện Nam Sách tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý bếp ăn bán trú tại các trường mầm non, có chế độ chính sách hợp lý đối với giáo viên và cô nuôi trong các nhà trường, đồng thời thực hiện đề án cung cấp thực phẩm sạch cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Những năm gần đây, câu lạc bộ thiện nguyện chùa Phổ Chiếu, thôn An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã phát động phong trào nuôi lợn đất từ thiện. Sáng kiến này nhằm mục đích khơi dậy tinh thần mình vì mọi người trong cộng đồng. Phong trào được câu lạc bộ thiện nguyện của chùa phát động vào năm 2015 với sự nhiệt tình tham gia của 167 hộ dân thuộc thôn An Xá, xã Toàn Thắng. Mỗi gia đình được phát một con lợn đất từ thiện. Hàng ngày, các thành viên tiết kiệm tiền lẻ cho vào lợn. Người lớn thì bớt một phần thu nhập, trẻ nhỏ có thể bớt tiền tiêu vặt để nuôi lợn. Đến cuối tháng 11 âm lịch, nhà chùa sẽ tập hợp toàn bộ các hộ dân để đồng loạt mổ lợn tại chùa. Trong năm 2016, câu lạc bộ đã thu được trên 56 triệu đồng. Số tiền này được dùng để thăm, tặng quà những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa. Câu lạc bộ đã tặng 65 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các gia đình khó khăn trong xã. Tháng 5 năm 2017, câu lạc bộ đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho 100 bệnh nhân tại Trại Phong, Chí Linh, Hải Dương, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng. Có thể nói, nuôi lợn đất từ thiện là mô hình hay, ý nghĩa, giúp mọi người rèn luyện ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, biết giúp đỡ, chia sẻ với những mảnh đời éo le. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy nhiều bất cập và nguy cơ mất an toàn tính mạng trong hoạt động chở khách tại các khu du lịch sử dụng phương tiện bằng thuyền, nhóm tác giả thuộc Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình đã có sáng kiến kỹ thuật giải pháp chống chìm cho thuyền đò chở khách trên sông Hồ, tỉnh Ninh Bình. Bước đầu thực hiện đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Ninh Bình được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan đẹp nên thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan chiêm bái, trong đó có nhiều tuyến du lịch, phương tiện vận chuyển du khách bằng thuyền, đò. Nếu như các đò chở khách truyền thống trước đây được thi công bằng vỏ thép kín nước hoặc bê tông, khi sự cố xảy ra thì có hiện tượng đò bị chao đảo, chìm rất nhanh hoặc đò bị lật úp nên có nhiều nguy cơ xảy ra mất an toàn, đe dọa tính mạng người tham gia giao thông. Còn đây là những chiếc thuyền sắt được lắp thêm xốp nổi ở hai mũi và được bọc bởi những nan tre, vừa tạo sự gần gũi với thiên nhiên và còn làm tăng thêm độ an toàn mỗi khi chở khách. Từ hiệu quả chống chìm, chống lật của vật liệu xốp, nhóm tác giả của Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình phối hợp với ông Nguyễn Văn Son, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An, đã tiến hành lắp đặt xốp có trọng lượng riêng nhỏ cho 40 đò tại bến thuyền du lịch Tràng An. Kết quả cho thấy những thuyền được lắp đặt xốp chở người vẫn nổi khi cho nước tràn đầy trong đò. Trước đây khi chưa lắp đặt xốp chống chìm, thì khi bị sự cố, đò bị chìm nhanh hoặc có xu hướng lật úp. Điều đầu tiên đã thấy người ta cảm thấy là một sự thân thiện, một cái sự
quan tâm đến sức khỏe, rồi thì an toàn tính mạng, thì chúng ta cũng phải nghiên cứu kể cả điều kiện vật lý. Nhưng mà cái mà tôi cảm thấy yên tâm nhất đó là Sở Giao thông đã có những các cái cán bộ chuyên môn, người ta tính từng cm khối của các cái xốp này và các cái trọng lượng của một cơ thể con người. Chúng ta mới có được là một những cái mô hình và một những cái kiểu dáng thôi thì nó cũng gần gũi thiên nhiên. Đến nay, giải pháp chống chìm cho thuyền đò đã được áp dụng và triển khai cho các đò chở khách tại khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc Bích Động và khu du lịch Vân Long. Bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực. Theo số liệu tính toán của nhóm tác giả, hiệu quả kinh tế khi sử dụng xốp chống chìm thay thế áo phao và phao nổi đối với đò chở 4 khách và 1 người lái đò thì tiết kiệm được 126.000 đồng một đò một năm. Không chỉ làm lợi về kinh tế, việc áp dụng phương pháp này ngăn chặn được sự cố lật thuyền gây nguy hại tới tính mạng của du khách. Đề tài giải pháp chống chìm cho thuyền đò chở khách trên sông Hồ tỉnh Ninh Bình đang được đề nghị xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ 2 năm 2017. Với mục đích giúp môi trường xanh sạch đẹp và bà con nông dân giảm bớt sức lao động, em Đỗ Quốc Vinh và Hoàng Minh Hiếu, học sinh lớp 9A trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã sáng chế ra máy cắt cỏ. Để sáng tạo ra máy cắt cỏ, Vinh và Hiếu đã vận dụng những kiến thức của môn vật lý, công nghệ cùng sự hướng dẫn về chuyên môn của cô giáo Trần Thị Khánh. Sau một tháng miệt mài sáng tạo, máy cắt cỏ của hai em đã hoàn thành. Máy có cấu tạo đơn giản, gồm động cơ điện một chiều chạy bằng pin hoặc ắc quy, hai cánh dao mài sắc, một ống nhựa. Tuy có cấu tạo đơn giản, song máy hoạt động khá ổn định, có thể dùng với công dụng là một cây lau cửa hoặc tường. Máy cắt cỏ đơn giản do hai em chế tạo chạy bằng động cơ điện nên tiếng ồn nhỏ, không gây ô nhiễm môi trường. Cắt cỏ nhanh, đỡ mất sức, có thể dùng trong gia đình, trong trường học. So với những máy cắt cỏ khác bán trên thị trường thì máy cắt cỏ của hai em học sinh trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn có giá thành rẻ hơn, máy có giá khoảng 300.000 đồng. Sáng tạo của hai em đã được nhận giấy khen của các cấp. Môi trường nông thôn ở tỉnh Hải Dương đang bị ô nhiễm nặng bởi vỏ thuốc bảo vệ thực vật do thói quen sử dụng tùy tiện của một số bà con nông dân. Hơn nữa, việc thu gom không triệt để, việc xử lý đốt chung với rác thải sinh hoạt nên chất độc ảnh hưởng nghiêm trọng tới không khí, đất và nguồn nước. Một vấn đề đáng quan tâm hiện nay là việc xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật chưa được phân loại vỏ lọ thủy tinh, vỏ lọ nhựa, vỏ giấy bạt, v.v. Việc xử lý vẫn mang tính chất tạm thời là đốt cùng rác thải sinh hoạt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có thông tư liên tịch 05 ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Trong đó chỉ rõ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi được thu gom xử lý sạch phần thuốc còn bám dính phải phân ra làm hai loại, vỏ chai thủy tinh, vỏ chai nhựa và vỏ bằng túi polyethylene để thuận tiện cho việc xử lý theo đúng quy định. Các địa phương cần thực hiện nghiêm quy định này để tiến tới khắc phục những tồn tại, giảm thiểu ô nhiễm ở mức thấp nhất cho môi trường. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có 17 cụm công nghiệp đi vào hoạt động thu hút trên 180 dự án đầu tư. Trái với hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng các cụm công nghiệp còn nhiều bất cập, nhất là vấn đề xử lý nước thải. Nước thải của các doanh nghiệp xả ra môi trường không qua xử lý đã làm cho nguồn nước xung quanh các cụm công nghiệp bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thực tế này đã ảnh hưởng đến hoạt động của chính các doanh nghiệp và làm giảm sức hấp dẫn trong công tác thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam. Thời gian gần đây, khi tìm hiểu về môi trường đầu tư, các doanh nghiệp đặc biệt chú trọng, quan tâm đến hạ tầng cơ sở, nhất là vấn đề xử lý nước thải tập trung. Theo phản ánh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp làm ăn với các đối tác nước ngoài, vấn đề bảo vệ môi trường có vai trò hết sức quan trọng. Đối tác của họ luôn đặt ra các yêu cầu khắt khe về bảo vệ môi trường. Đòi hỏi này là hoàn toàn có lý, bởi doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì sản xuất và bảo vệ môi trường phải được song hành. Một trong các chỉ tiêu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 là đến năm 2020, 50% các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Để đạt được chỉ tiêu này, tỉnh cần có cơ chế đặc thù để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp. Nhưng trong khi chờ có trạm xử lý nước thải thì bản thân mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các cụm công nghiệp cần nâng cao ý thức trách nhiệm, gắn đẩy mạnh sản xuất với bảo vệ môi trường, nhất là cần phải xây dựng trạm xử lý nước thải thứ cấp để xử lý nước thải của doanh nghiệp mình
trước khi xả ra môi trường. Việc làm này sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp của tỉnh phát triển bền vững. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.